Thưa quý vị, lễ trao giải Oscar 2016 kém hấp dẫn khán giả truyền hình. Tin từ Los Angeles, có khoảng 34.3 triệu người đã ngồi trước màn hình TV để theo dõi giải Oscar năm 2016 hôm Chủ nhật vừa qua, còn số thấp nhất trong 8 năm trở lại đây, mặc dù sự hiện diện của Leonardo DiCaprio, người thắng giải Oscar đầu tiên của anh, và sự mong đợi của người dẫn chương trình Chris Rock là một người da đen sẽ đối diện ra sao với vấn đề của những người được đề cử đều là da trắng. Tỷ lệ người xem năm nay giảm 6% so với lượng khán giả 36.6 triệu người của lễ trao giải năm 2015. Mặc dù vậy, theo đài ABC, đây là chương trình trao giải được xem nhiều nhất của năm. Khán giả của năm 2016 đã là con số thấp thứ nhì cho một lễ trao giải Oscar. Lễ trao giải Oscar với kỷ lục thấp nhất đã là vào năm 2008, khi có khoảng 32 triệu người. Trong nhiều năm, lễ trao giải Oscar là sự kiện được mong đợi nhất của truyền hình Hoa Kỳ, chỉ sau giải đấu bóng bầu dục Super Bowl. Tuy nhiên, từ năm 2000, tỷ suất người xem hiếm khi cán mốc 40 triệu người, với thành công lớn nhất thuộc về Oscar năm 2014, khi người dẫn chương trình Ellen DeGeneres thu hút 43.7 triệu người theo dõi. Không chỉ riêng giải Oscar, các giải thưởng lớn của Hoa Kỳ như giải Quả Cầu Vàng và Grammy thời gian gần đây cũng chịu số phận hẩm hiu về số người theo dõi, với giải Grammy năm 2016 có lượng khán giả thấp nhất trong 7 năm trở lại đây.